Hà Tĩnh dồn sức cho dự án cao tốc Bắc Nam cùng với gói thầu của công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Hiệp trên công trường cầu vượt quốc lộ 8 và tuyến 9, các nút giao đường gom của dự án, công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Hiệp, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thái Yên đã chia làm nhiều buổi thi công, huy động tối đa nhân công, máy móc, đội nắng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Kỹ sư Đậu Bá Thắng, công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Hiệp cho biết, công trình cầu vượt quốc lộ 8 dài hơn 300m, rộng 16,3m, bắt đầu thi công từ tháng 1 năm nay. Việc thi công cầu vượt quốc lộ 8 vừa phải đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về an toàn giao thông bởi số lượng người và phương tiện qua lại trên quốc lộ 8 rất lớn. Được biết, dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu, Bãi Vọt qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dài 4,84 km, Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho các nhà đầu tư. Đến đây, tổng giá trị khối lượng của dự án đã thực hiện ước đạt 76 tỷ đồng. Đối với dự án đoạn Bãi Vọt – Kỳ Anh dài 102,44 km do Ban Quản lý Dự án Thăng Long và Ban Quản lý Dự án 6 Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, đã cấm mốc thực địa giải phóng mặt bằng được hơn 98% khối lượng. Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông qua tỉnh Hà Tĩnh là công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa rất thiết thực trong phát triển kinh tế, xã hội. Với sự vào cuộc quyết liệt của chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đơn vị liên quan cùng sự đồng thuận cao của người dân là yếu tố quyết định để dự án triển khai thuận lợi, đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.